ao cái cải đồ với vô muối được không, mà bà con anh em ta lại ta cho đem lại mình phân ba mình đem cho. Còn hôm nay được mấy trăm ngàn thành ra nên mua nên được trong phần này. Là người ta cho mình là tiền mua là người ta cho mình. Dạ. Cho nhiêu thì mình mua nhiêu. Dạ, cho nhiêu mua nhiêu. Hôm nay thì người ta cho chú Bảy được bao nhiêu kinh phí để chú Bảy hoạt động? Hôm nay được có 200 ngàn, nhiều hết. Mở khoe mình đi chở chất cho nó ngang tới chỗ. Dạ, nữa mua gì đó điện cho chú nha con. Dạ. Dạ, rồi chú Bảy chạy đi. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Huệ, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Cô bác quý anh chị biết không, vào một cái thời buổi giãn cách như thế này thì tất cả mọi người dân đều khó khăn, và sự chung tay đồng lòng góp sức của tất cả mọi người là một điều cần thiết. Và hình ảnh phía sau lưng của Bùi Hồ đó là một chú Bảy, người ta thường gọi là chú Bảy Lì. Đây là một người chú mà tuổi cũng đã hết tuổi lao động rồi, nhưng mà hàng ngày trong mùa giãn cách này, hàng ngày chú vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện của mình. Và để tìm hiểu thêm về cái công việc của chú làm như thế nào và vì sao chú lại làm như vậy thì mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu, để đi lại gặp chú Bảy Lì nha. À, không thấy lộn xộn. Con chào chú Bảy. Chào chào. Dạ. Thì con với lại chú của con á. Dạ. Có dịp qua đây thì gặp chú Bảy đang ngồi làm gao như thế này nè. Thì đây là gao mà chú Bảy làm để mà cho bà con. Cho bà con hả? Dạ, cho bà con dùng dịch. Dạ. Thì chú Bảy đã làm lâu chưa hả chú Bảy? Cái này hồi cái chỉ thị 16 ra tới giờ thì giãn cách xã hội, người cách người, nhà cách nhà, thành ra bà con ta gặp cái điều kiện khó khăn á. Dạ. Thành ra mình gắn để mình thấy bà con ta có vợ búa đồ kia cũng hạn chế vấn đề hàng hóa, rồi bà con ta cũng ngại ra đường, thành ra mình làm này để giúp bà con đem tới nhà cho bà con ta nó đỡ, chia sẻ đỡ cái đi đứng lại, đi đứng ngoài đường. Dạ. Tránh cái phòng dịch. Hiện nay thì chú Bảy đã bao nhiêu tuổi hả chú Bảy? 65. Thím Bảy còn không? 66. Vậy đây hả? 66. Vậy là chú Bảy đã hết tuổi lao động rồi. Yeah. Chú Bảy với thím Bảy có mấy người con? Có 3 người con. Thì nhỏ này thứ 3. Dạ, con có... nhỏ thứ 2 chích ngựa, hành nằm đó. Dạ. Dạ. Vì sao mà chú Bảy lại phát tâm làm cái công việc này, mặc dù là nó đối với chú Bảy thì nó cũng khá là khó khăn? Tại vì mình qua cái nhận thức thì cái xã hội thì bây giờ tất cả mình phải có trách nhiệm với nhau trong cuộc sống cộng đồng, mình phải có sự đoàn kết chia sẻ lẫn nhau trong cái khó khăn, những cái gì đó mình làm được giúp qua bà con, mình chia sẻ được, mình chia sẻ trong bà con trong cái mà giãn cách xã hội này. Dạ. Bầu bí thì mua rau này là người ta cho chú Bảy. Dạ. Là chú Bảy tự nhổ luôn. Dạ. Là chú Bảy mấy giờ là chú Bảy nhổ rồi? Đi 6 giờ đi. 6 giờ đi. Mấy giờ chú Bảy sẽ đi phát? Chút làm xong về là sẵn xong đi phát. Sẵn xong thì trở lên đi phát. Mỗi một ngày như thế thì chú Bảy sẽ phát được bao nhiêu phần và gồm những gì hả chú Bảy? Thường thường là trung bình là 300. 300 phần? Dạ, 300 phần. Ở trong cái xã của mình thôi hay sao? Trong cái khu vực ấp à. Ấp mà có Tân An nè. Dạ. Dạ. Chú Bảy làm gì là có tổ chức hay không, hay là do chú Bảy tự phát? Do tôi à, làm tự phát. Dạ. Mình tôi làm cái tự mình làm nên mình suy nghĩ, mình suy nghĩ thấy làm cái chuyện này để giúp bà con ta, cũng như động viên bà con ta để mà ta ở gia đình để ta phòng chống dịch, rồi đồng thời cũng là an ủi cho bà con ta trong cái sự mà ba cái này mấy trái khó khăn này nè. Chú Bảy chia sẻ rằng là do bí đao này là chú Bảy mua. Dạ. Mà chú Bảy thì hết tuổi lao động, vậy thì nguồn kinh phí ở đâu mà chú Bảy để hoạt động cái việc này gần 2 tháng nay? Ao cái cải đồ với vô muối được không, mà bà con anh em ta lại ta cho đem lại mình phân ba mình đem cho. Còn hôm nay được mấy trăm ngàn thành ra nên mua nên được trong phần này. Là người ta cho mình là tiền mua là người ta cho mình. Dạ. Cho nhiêu thì mình mua nhiêu. Dạ, cho nhiêu mua nhiêu. Hôm nay thì người ta cho chú Bảy được bao nhiêu kinh phí để chú Bảy hoạt động? Hôm nay được có 200 ngàn, mua hết. 200 ngàn mua hết luôn. Dạ. Giờ thì mình kiếm chuyện khác, còn lại có rồi cái việc nữa. Mà săn. À, có nghĩa là công việc hàng ngày của chú Bảy là chú Bảy đi bán khăn. Bán khăn á, khăn lau mặt. Đồ la đó. À, đồ la. À. Rồi sau đó là người ta nghỉ rồi à. Người ta cho chú Bảy 1 triệu rưỡi, chú Bảy lấy đó đi làm luôn. Ồ. Rồi sao mình không để mình dưỡng già mình lấy đi làm luôn? Dạ, vậy vậy mình già chứ biết dưỡng làm gì vậy? Giờ ta đang mà khó khăn mà mình ở đây dần vậy. Dạ. Mình làm có cái được cái gì mình chia sẻ nhau chứ, lúc này là lúc chia sẻ đoàn kết thương yêu lẫn nhau không hết rồi còn gì nữa để dành.
Hiện nay thì cái nguồn kinh phí của chú Bảy hoạt động còn không? Không, tôi là vậy đó, nãy giờ nói chú là có nhiều làm gì, bây giờ nếu có mà giờ làm thì ngày mai chưa biết có không, mà ngày mai có nữa làm nữa, còn không có thì mình tận dụng rau cải nè cho không. Cho không luôn. Rồi. Còn nếu có thì mình đưa vô thêm lại cho bà con cho nó canh. Lúc ban đầu mà chú Bảy làm như thế này nè, rồi thứ Bảy con phản ánh gì không? Đâu có, gia đình tôi đồng ý, con cái vợ con đồng ý cho dạ. Này mà làm việc tốt mà. Mùa dịch này chú Bảy có khó khăn gì không? Sợ không có gì chú ơi, thì cũng như bà con khác vậy chú ơi. Thì sống cũng mình giúp nhau sống, rồi để mà qua ngày mà. Dạ. Tôi thì nó đậu ngay rồi, bình thường thì tôi lâu lâu tôi đi bán xăng, rồi vì tôi làm thuốc nam. Mình thuốc nam bên thuốc này vậy đó, anh em làm gì tôi làm đấy. Nói chung là các công ta công việc xã hội anh em làm gì mượn làm gì làm đấy nha. Nhà hay là làm gì anh em mượn làm gì làm. Người ta nói là làm phước thì gặp phước, chú Bảy thì bây giờ chú Bảy là bên đạo Hòa Hảo hả? Dạ. Thì chú Bảy giải thích cho con, thì chú Bảy có người con gái là chị nè. Thì chú Bảy nói con gái đang gặp rất là khó khăn về cái việc mà con cái hay là vợ chồng gặp, chia sẻ lúc nãy gặp tai nạn gì đó. Thì chú Bảy có thể giải thích cái đó là sao cho con được không? Cái tai nạn hồi cách đây 2 năm thì nó gia đình nó nghèo lắm, vì nhỏ này thì đau tim, còn con thì nó bị khiếm thị, có hai đứa con mà đứa kia mới học cũng hai à. Rồi như vậy thằng này nó là động tránh, nó đi làm thuê lái máy xới đó. Rồi cỡ tháng 4 đó đi về dọc đường cái nó mệt quá, cho cái nó chúi đầu xuống là đường dựng xe đáy á, chúi đầu xuống là đường cái gặp tỷ của Cúc, nằm ở bệnh viện liệt giường luôn. Rồi phục hồi chức năng 3 tháng đâu bệnh viện Duy Nghiệp thì nó bị đó. Người ta nói là gì, cha mẹ làm để đức cho con, nhưng mà tại chị không biết cái kiếp trước nó có nghiệp cái gì không ha. Kiếp trước đúng cái lo do này, trong duyên kiếp trước con người mình có phải có cái gì cũng có cái duyên nghiệp. Dạ. Rồi hàng ngày là chị vẫn làm tiếp chú Bảy gì đây? Nó cũng làm gì thì nó quẩn gì nó ấy, còn ấy rồi nó lo cho chồng nó. Dạ. Đút đồ ăn, đút cơm, đút đồ thì nó không trúng cái giờ thì nó làm được. Còn trúng giờ nó đâu có làm được. Bây giờ là chú Bảy soạn thì chắc chút xíu nữa là chú Bảy lên xe đi. Dạ. Chú Bảy là theo đạo Hòa Hảo đó giờ luôn hả? Dạ. Truyền thống cha đến là từ cha mẹ đến con. Mình lại đây thì chú Bảy nói là soạn cho tất cả những người ở trong xóm này luôn. Dạ cho hết. Vậy là cái công việc mà làm thiện nguyện thì chú Bảy đã hoạt động lâu rồi. Nhưng mà cái mà hoạt động cho rau cải thì tự phát mới đây thôi. Mới đây, mới trong cái mùa dịch nè. Dạ. Chứ dịch thì 16 của Thủ tướng. Dạ. Ai có đau bụng, đau răng gì đó anh giới thiệu đi, không có thuốc cho. Chú Bảy bên đậu Hảo đọc nghe một vài câu giảng nghe được không chú Bảy? Nghe cho thấm tình. Lòng thương chúng thiết phương trịnh độ, để dắt chiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dù tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Thành dạy mà. Dạ. Bây giờ mình phải làm theo lời Phật. Dạ. Thời buổi này thì mình cái nào cũng được, thân nhà nước thì mình cũng lo cho dân, mà bên đạo cũng lo cho dân. Thì cái nào cũng là đi vào chung quy là mình cái sự thương yêu và đùm bọc lẫn nhau trong cái cuộc sống này hôm nay vậy. Vậy thôi. Đối với chú Bảy thì mùa dịch này thì chú Bảy mong muốn nhất là gì? Mong muốn nhất là cho bà con dịch có sớm qua để bà con mình làm ăn ổn định cuộc sống. Mong muốn là tất cả bà con mình ai cũng được vượt qua cái nỗi dịch bệnh này để cùng nhau mà lo làm ăn cho sinh sống. Thời điểm hiện nay thì cái dịch bệnh ở Sài Gòn khá là nguy hiểm và phức tạp. Thì chú Bảy có nói lời nào muốn gửi lời với người Sài Gòn không chú Bảy? Nếu mà ông Phật ông dạy thế này nè, làm người thì phải biết thương người. Dù ở thành phố hay ai đâu là con người, đất nước trong cả vũ trụ này đều mình không phải riêng ở Việt Nam, mà tất cả chúng sanh bà con là trong cái vũ trụ này đều mình phải thương hết. Dạ. Nếu mà bà con nào gặp tai nạn là mình phải có cái lòng từ bi bác ái để mình được thương. Như thí dụ như, nhưng mà đặc biệt cái thì nói chung thì như thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là bà con mình
thì nó ruột thịt với nhau hơn, nhưng mà mình không phải vì ruột thịt rồi mình nhảy, mình mong cái ở mà ở Việt Nam mình hết bệnh thôi, mình mong hết cả toàn cầu thế giới này cho hết bệnh. Nhưng rồi tôi nhổ cãi nhiều lắm, tôi nhổ cho bên trà thành phố á, như chiếc xe nãy là cái cánh của tôi đó, nhổ về Tân Bình nó muối á, muối cho thành phố. Ngày nào tôi cũng xin cãi cho mấy chú đó, xin làm lại cho mấy chú nó nhiều lắm á. Cái đâu có riêng đâu đâu, mà thấy là con mình nhất là đặc biệt là như giờ Bình Dương rồi thành phố Hồ Chí Minh rồi, giờ ở đây cũng con em mình đi tránh làm cũng nhóc hết trơn, mà giờ cảnh khổ đó mình phải nói là hết sức là đau buồn, mong rằng dịch này sớm qua. Con chúc chú Bảy luôn có một cái sức khỏe tốt để hỗ trợ cho bà con nông dân. Dạ, cái này là con gửi cho chú Bảy ủng hộ mua rau củ cho bà con ở xóm mình. Dạ. Rồi vậy cảm ơn ngày này thay mặt tất cả bà con, cảm ơn chú. Dạ. Tôi hứa là sẽ làm theo cái ý của chú. Dạ. Dạ. Chúc chú Bảy luôn có sức khỏe ha. Dạ. Chúc mấy chú được dạng sự đành. Dạ. Khi nào hôm nào mai có. Mai có gì mai con qua thì có gì con hỗ trợ được, thằng nào cũng hỗ trợ chú bạn. Mấy chú cần để thì nhớ điện sớm, đang tôi chiều chưa chút đi đặt đó. Dạ. Mình sẽ dặn cho chú Bảy là lên Sài Gòn là 200 kg bí đao. Dạ. Để chú Bảy hỗ trợ tiếp mình. Và ngày mai sẽ đồng hành, sáng sẽ có thể là đi sớm qua sớm với chú Bảy để nhổ rau tiếp chú Bảy luôn. Trước này ngày mai là 6-7 giờ là tụi con qua nhổ rau tiếp chú Bảy để cho phát cho bà con ha. Tốt thôi. Thì dạ. Sáng 6 giờ đó mình qua sớm. Dạ. Mình nhổ về cái lấy hàng luôn, hàng ngoài đó. Dạ dạ dạ. Rồi. Xe đẩy theo luôn. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Bảy, chúc chú Bảy luôn có sức khỏe, dồi dào ổn định. Dạ, để làm tốt cái công việc thiện nguyện mình. Để biết thêm về công việc của chú Bảy thì ngày mai Bùi Hồ sẽ đồng hành cùng với chú Bảy ở những cái vùng gãy đằng sau. Dạ. Để quay luôn cho cô bác quý anh chị về cái cảnh bà con nông dân ở quê mình ha. Dạ, dạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ăn rau cái gì chị? Ồ vậy chở về đây ha chú Bảy. Trời ơi thương ông ghê trời. Trời ơi thiệt tình luôn á. Tính tắt máy hồi nãy, tính tắt máy cô bác của anh chị mà có thấy chú Bảy không chứ? Máng máng gì đó hả chú Bảy? Mình làm luôn vậy? Một mình một à? Đó. Cái này là gồm có bi đao, dưa leo, mướp. Còn này là cải với lại dưa leo. Đi như thế này mấy giờ mới về chú Bảy? Xíu hả? Tiếng đồng hồ. Máy bị tắt rồi cô bác, máy bị tắt rồi luôn cô bác quý anh chị. Ô mày cổ hết mà. Hả? Bữa nào cũng còn gì mà. Bữa nào cũng còn vậy đó. 60 mấy tuổi rồi. Làng thằng 66 67 tuổi rồi. Con móc hàng trước hả con? Ông Bảy là lên một hương sen Đồng Tháp được à? Hương sen Đồng Tháp. Ghê không Đạt? Học theo chú Bảy nè. Rất tiền. Không chạy xe là nó dần cái đó. Đưa đây cho mẹ cắt cho ông bà. Đây hả? Dạ. Rồi chứ dạ. Chú dạ. 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 Chắc chưa ông Bảy? Ừ. Cái này để con đi đường bãi, cái này đi đường dưới. Dạ. Cái này ngoài này. Cái này lát nữa đi chuyến 2 hả? Cái này cái này là đi chuyến 1. Cái này cho đây ông vừa. Cái này là ông vừa cho đây, còn này là ông chạy. Ông Bảy là cả một sự sống á. Bên đây cho đó chị dễ chạy. Tôi qua đây nha. Nhổ xong dạ. Tướng già ông chở về cũng được. Mới mình đi chở cho nó ngang để nữa mua gì đó điện cho chú con. Dạ. Dạ, rồi chú Bảy chạy đi.